Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới thì ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Chí Hùng, sinh năm 1992, thường trú tại ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về tội chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 1, tổ tuần tra của lực lượng công an quân sự xã Kiến An, huyện Chợ Mới đang trên đường tuần tra, khi đến cầu Đình thuộc ấp Quà Hạ thì phát hiện Trần Chí Hùng cùng với khoảng 10 người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Lực lượng đến yêu cầu giải tán và định thu giữ tang vật thì bị Hùng giật lại cất giấu, đồng thời dùng lời lẽ thô tục chửi lực lượng làm nhiệm vụ và xô đẩy một đồng chí Nhất công an xã Kiến An. Thế vậy, Nhất bỏ lên đường lộ gần đó rồi dùng điện thoại cá nhân quay lại hành vi chống đối thì bị Hùng dọa đánh và yêu cầu xóa video. Nhất không đồng ý nên bỏ đi về văn phòng băng ấp Phú Thượng 2 cách đó khoảng 70m. Lúc này Hùng chạy theo đến văn phòng băng ấp rồi yêu cầu Nhất xóa đoạn video thì hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc này, Hùng dùng tay nắm cổ áo, giật đứt phù hiệu bên phải, cúc áo của Nhất, đồng thời dùng chân đạp vào bụng một cái thì được lực lượng chức năng và người dân can ngăn.